Cả nhà ơi, cả nhà nhìn dữ dội không này? Chỉ trong một tích tắc mà tuyết nó rơi, nó gọi là mưa tuyết các bạn. Này các bạn nhìn, đẹp kinh khủng không? À. Ui trời ơi, mình trong nhà mình nhìn ra mình không tưởng tượng được. Đường trắng xóa các bạn này, đường trắng xóa luôn. Ui sợ chưa? Tuyết to ơi là to, tuyết rơi to ơi là to. Đấy các bạn. Kinh chưa? Chỉ trong tích tắc các bạn ạ. Mình lúc trước mình nhìn ra chưa đến 1 phút, mình dày nhìn ra mình thấy nó mới gió gió đấy. Gió gió mình tưởng là mưa cơ. Thế mà cuối cùng là tuyết. Mưa kiểu như mưa tuyết đấy các bạn. Trời ơi, dễ sợ chưa? Mưa rơi, tuyết rơi, ôi nhìn kinh chưa, sợ chưa? Buổi đêm mình đang định đi dạo các bạn, đang định đi bộ, nhìn ra thấy gió gió, mình tưởng là gió đấy. Trời ơi, lần sau nhìn ra thấy tuyết rơi kinh khủng. Ở chỗ mình lần này là lần thứ hai tuyết rơi đây các bạn, đây lần này là lần thứ hai đây, cái mùa đông của năm nay đây. Sợ chưa, sợ chưa? Đây là mình quay ở trên nhà mình xuống đấy các bạn ạ, quay qua cửa sổ đấy. Trời ơi, rất đẹp các bạn, rất đẹp. Kín hết đường các bạn, nhanh lắm. Bạn nhìn ấy, có thể kín hết đường luôn. Dữ dội luôn. Không tưởng tượng được nó rơi nhanh thật đấy. Đấy người ta đi kìa. Đi nó có lốt chân đấy các bạn. Đấy đi lốt xe đạp thôi. Nhìn đâu lốt chân lên đấy. Đấy mấy thằng thanh niên nghe nó còn đùa nghịch kìa. Đấy nó bốc tuyết nó ném nhau ấy kinh. Nhìn đâu lốt chân lên đấy các bạn. Rồi. Rồi dữ dội chưa? Dữ dội chưa? Các bạn thấy đẹp không? Đấy, nhìn đâu lốt chân lên đấy nha. Một tí là nếu mà nó rơi nữa là dày chát luôn đấy. Đây là nó mới rơi, mình sợ chốc nó hết là mình quay vội đấy các bạn. Nếu mà chỉ tí nữa mà nó rơi to thì mình lại quay tiếp. Nó rơi mà vừa tuyết vừa gió các bạn ạ. Nó kinh khủng khiếp. Thôi bứt tay lắm rồi, tí nữa nó rơi to nữa mình lại quay tiếp.